vua nước Sở một hôm lòng thanh thản, cởi long bào da vàng một thường dẫn, giác cần câu ra ngồi giữa thạch bàn, lòng dương giả mơ màng theo sóng. Gió đồng ngàn lao khúa xào xạc, Sở Dương mới tha hồn theo những chiếc lá rơi tàn mạn ở viên gành. Giống quá. Lòng quân dương bỗng nghe xúc động mối thâm tình, đưa tay lên vuốt tròm râu bạc, nhấp chén rượu đào nghiền ngẫm kiên gần xa. Người mới dõi mắt nhìn sang tháng của cành gốc thạch bàn, con cua cái thì nằm lộn gió trong hang, còn con mồi đỡ đôi. Sống trường gian dạt vào trên bến lạnh, ta nghe lệ cay cay như chứa đồng giữa tim sâu. Ta khóc đây chẳng phải tiếc chi cho số kiếp ba đào, cũng chẳng tiếc chi đời lang bạc đã xả thân mình để cứu lấy giang sao. Nhưng khóc cho dân lành đang chịu cảnh lầm than, đang quằn quại trong làng tên mũi đàn. Thôi thì kha chết đi miễn làm xong sứ mạng, cứu sang hà thoát khỏi nạn binh đau. Bá quân ơi nghe chăng tiếng trống, tiếng trống xâm lăng, tiếng trống loạn cuồng, tiếng trống thề luôn thăng long sắp mất, quy danh sắp tàn. Đời ta nát tan, trời ơi súng nổ đạn bay lửa tràn như bão loạn, đang mang tai ương thảm trạng đến đây rồi. Cửa thành Nam bị tan vỡ lần hồi, mà quân sĩ Tây từng thấy gục ngã, tiếng reo hò thay thế tiếng rên la. Ôi ta muốn gào thét lớn trương thành đổ nát, để vùi chôn thi thể ba quân, cho thịt xương kia khỏi phải bị gót trong lăng nó chà đạp dậy. Một xóm ngai vàng
thần dân đội về chim cung hoàng. Cháu ơi thánh thượng vô tâm quá, bốn chục năm rồi không viếng thăm. Ngài tiếp được Tấn Dương viên thâm nhỏ ơn mưa mốc, thì tóc đã ngả màu sương và đôi mắt cũng đuối mù. Tôi vẫn cùng rồi đêm đó tiếp được dời đến cung vua, nghe Tân Dương nói chậm trọn nàng làm hoàng hậu. Trời ở tiếp giỏi chiếu lơm dịch sụp quỳ dáng lại, xin thánh thượng thương tình cho một cung nữ già nua, hãy cho tiếp được rời khỏi cung di về cô quán thăm người xưa cảnh cũ. Tân Dương bảo người xưa chính là chậm đô. Hoàng hậu ơi ta vẫn nhớ thương nàng. Nàng bàng hoàng chợt tỉnh giấc mơ, một cơn gió lọt vào trong buông bức tường cao vẫn ngàn đời sần sần, chôn chết cuộc đời người cung nữ già nua. Hay quá ha. Dạ thưa quý vị, đó là bốn thí sinh của ngày hôm nay, họ đã lộ diện và vừa rồi họ đang hát và đang hóa thân thành thần tượng của mình. Không biết rằng các vị giám khảo đây mình có đoán ra được từng thí sinh là đang hóa thân thành ai không ạ? À? Nghe là biết liền. Yeah. Kim Tử Long thấy là trên sân khấu chúng ta có bốn giọng ca của bốn danh ca: Minh Dương nè, Tấn Tài nè, Minh Cảnh nè và Mỹ Châu. Tôi hồi nãy tôi nghe đầu tiên tôi rợn óc của tôi hết á. Đó là tôi nghe tôi tưởng đó sư phụ tôi hát. Đó là nghệ sĩ nhân dân Minh Dương. À vậy bây giờ thì thôi chúng ta sẽ giới thiệu ban giám khảo cũng như là quý vị khán giả biết về mình trước đã nha. Đầu tiên là người hóa thân thành nghệ sĩ nhân dân Minh Vương là ai, bạn tên gì, bạn đến từ đâu ạ? Dạ em là Bình Trọng, em đến từ đoàn cải lương nhân dân Kiên Giang. À Kiên Giang. Bình Trọng. Tiếp theo xin mời bạn. Dạ. Em là Thanh Hiền, em đến từ Kiên Giang. À là hai bạn này là cùng quê luôn, có cùng đoàn luôn không em? Dạ không ạ. Công việc hiện tại của em là gì? Công việc của em thì cũng buôn bán này kia. À nào giờ mình có tham gia một cái chương trình nào đó về ca cổ chưa? Cũng mê lắm nhưng mà chương trình này là chương trình đầu tiên luôn á. Lần đầu tiên dám xuất hiện trên truyền hình luôn. Chứ còn bình thường mình ở dưới quê là mình có đi hát đám tiệc hay là mình có tham gia ở phường xã mình không? Nói chung cũng có, ví dụ như mấy cái tụ điểm mà ca uống cà phê này kia đó thì nói chung mình cũng đi. Ví dụ như tuần người ta làm hai lần, một lần gì đó thì mình cũng có tham gia, ca không ca thì mình ngồi đó mình nghe. Giống như là mình đi hát với nhau á, phải không em? Dạ đúng rồi, hát với nhau. Đi hát với nhau. Mà điều nói chung là mình hát rồi cái thầy người ta cũng như người ta theo mình không mà chứ mình cũng... Chú Quýnh Đàn là rượt theo mình. Chắc vậy. À, hồi nãy thấy ban nhà cũng đổ mồ hôi đó. Dạ, tiếp theo xin mời chú giới thiệu ạ. Tôi là Văn Bến, đã đến từ An Giang. Dạ. Công việc của chú bình thường là gì chú Bến? Bình thường chơi hoa kiển. Chơi hoa kiển, trời sao đời đẹp dữ vậy trời. Rồi mình có tham gia ca hát ở quê mình không ạ? Tham gia câu lạc bộ ở quê với ở xã. Dạ, rồi tháng mình đi diễn chừng mấy buổi chú? Có tháng diễn, có tháng không. Chú ơi, không riêng gì chú đâu, nghệ sĩ tụi con cũng vậy. Đúng rồi. Có tháng diễn mịt mờ, có tháng nằm ở nhà gác chân lên trán hỏi tại sao tháng này mình ế dữ vậy. Nó là chuyện bình thường, nhưng mà mình vẫn giữ được cái niềm đam mê của mình với cải lương phải không ạ? Dạ đúng vậy. Dạ, còn tiếp theo mời em nè. Dạ, em Đinh Sơn Tùng, em
em ở thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu ạ. À, em ở Bạc Liêu. Cái giọng mình là cái giọng nó trầm đặc trưng như vậy luôn á hả? Dạ. À, em yêu thích cô Mỹ Châu như thế nào? Đặc điểm đó ra sao? Em yêu thích cô Châu là lúc em còn 9 tuổi là em đã yêu thích cô Châu rồi. 9 tuổi là người ta hát nhạc Bé Bé Bồng Bông không hả? Nhưng mà em mê cái lương. Mê cái lương từ nhỏ luôn. Dạ. Mê cô Mỹ Châu ở điểm nào? Em mê cô Châu khi xuống giọng cổ nè, cách hát của cô có một cái nét làm cho em, hay là cái số phận của em cũng giống cái giọng hát của buồn của cô nữa, nên em mê. Anh thú thật là cô Mỹ Châu là một cái giọng rất là đặc biệt. Dạ. Cổ không có ca dây của dây đào mà cổ ca dây kép không à. Vì vậy cho nên đây là một cái giọng ca đặc biệt mà không có ai mà có thể là mà ca trầm như là cô Mỹ Châu được. Em vẫn là ca dây kép, nếu em ca được dây xây đào nữa là tuyệt vời luôn. Lại còn trầm xuống nữa đó anh Long. Trầm xuống nữa. Trầm xuống nữa. Dòng sau em hát trầm hơn cho anh. Em khùng 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 cái người xuống rồi nè. Thì cái cọng thanh quản mình nó thu lại đó em. Thì lúc đó mình hát cách trầm hơn. Dạ, đây là cái phần giới thiệu sơ về bốn thí sinh để chúng ta có thể biết các bạn ấy rõ hơn. Vậy thì bây giờ không biết rằng các vị giám khảo có một vài nhận định hoặc là một vài góp ý nho nhỏ để cho các bạn có thể tốt hơn ở vòng thi sau không ạ? Mỹ, em nói đi cưng. Anh nhường cho em nói rồi đó hả? Trước hết là Thoại Mỹ xin chào anh Bến và chào ba bạn. Phải nói là khi mà Bình Trọng cất cái giọng lên á, chỉ cần mở giọng thôi là nhận ra liền là ai rồi. Phải nói là em chuẩn luôn á. Chuẩn từng chữ của anh hai nghệ sĩ nhân dân Minh Dương. Tưởng đó là anh hai hát chứ không phải là Bình Trọng hát. Giống tới vậy đó. Cảm ơn chị. Chị Mỹ chúc mừng Bình Trọng. Hồi nhỏ tôi cũng ca vậy. Thôi hồi nhỏ anh không có giống được như Trọng vậy đâu. Giống nhưng mà không có được tuyệt đối vậy. Đúng ai hiểu anh Long bằng chị Mỹ hết trơn. Đúng rồi, không ai hiểu anh bằng em đâu à. Hiền thì cất cái câu đầu tiên lên á, chị Mỹ ngờ ngợ. Nhưng mà tới câu thứ hai và cái câu vô giọng cổ mà cái vế hai của em á, là chị Mỹ nhận ra là em ca giống chú Tấn Tài liền. Giống một hai chữ chứ không phải là giống tuyệt đối từng chữ. Nhưng mà em là không có ca nhiều, không có đứng trên sân khấu để đi hát nhiều, mà em bắt chước như vậy là hay lắm rồi, là giỏi lắm rồi. Chị Mỹ khen cái tinh thần của em. Còn anh Bến, mấy câu đầu thật sự ra em chưa nhận ra anh ca giống anh hai Minh Cảnh. Nhưng mà tới có mấy cái chữ mà anh nhấn đó thì em mới nhận ra, em say qua em nói anh Long liền, rồi anh hai Minh Cảnh. Đó là cái rơ ca, cái cách xử lý của anh ca để giống anh Minh Cảnh. Còn Sơn Tùng thì hôm nay chị Mỹ lâu lắm rồi không có gặp Sơn Tùng. Bữa nay thật sự là ngỡ ngàng. Quá ngỡ ngàng. Nhưng mà hình như hôm nay là Tùng bị khang tiếng phải không? Khang tiếng chút xíu, nhưng mà phải nói là hồi đó em thi em đã giống cô Mỹ Châu rồi. Và bây giờ tới hôm nay mấy năm rồi bị khang tiếng nữa. Nhưng mà cái mà em giống cô Mỹ Châu á, thì không có thay đổi. Và thậm chí em còn giống hơn nữa. Chắc là có rèn luyện. Vì yêu mến quá cho nên có rèn luyện phải không? Thì chị Mỹ chúc mừng em cũng như là chúc mừng tất cả bốn thí sinh đã đến với chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng. Và mong rằng cái chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng này sẽ có được mùa 2, mùa 3 nữa, để cho những người yêu mến cải lương và yêu mến thần tượng của mình sẽ được đến với chương trình này. Dạ, xin cảm ơn nghệ sĩ giám khảo Thoại Mỹ. Và đó là những cái lời nhắc nhở với tất cả các thí sinh đây, để chúng ta có thể làm tốt hơn ở cái vòng thi sau. Và bây giờ thì mời các bạn có thể vào trong để chuẩn bị nha. Cao sân nơi xin chứng cho con đã tàn bao tận lòng, đành phải quên người yêu dấu. Ôi bao nhung nhớ mãi không xa rời bóng hình ai, càng cố quên sao càng thương. Em đi buồn cho em sao quá
Đời em như chiếc thuyền nan đang gặp cơn sóng dữ muôn trùng. Rồi sáng ngày mai cho đến trọn đời, em còn biết tìm đâu ra nụ cười dán mắt khi ngọn lửa hồng thắp sáng lại lòng em. Không có anh đời chỉ là địa ngục tối tăm, rồi vật vưởng lang thang như người điên phiêu lạc. Ơi đất trời hôm nay tối tăm mù mất người yêu ơi, hãy cho em xin lại chút bình tĩnh. Thương nhau sao phải xa nhau muôn đời ơi người ơi, tình giới gian vì duyên kết mơ. Thôi thôi kiếp sau ta nói duyên này sẽ bền lâu, tình sẽ không bao giờ quên. Rồi thời gian sẽ làm anh quên đi kỷ niệm, anh sẽ quên đi cô gái cũ anh rồi. Bên đời đường của anh đi có đầy hoa thơm rực rỡ đang đón chờ, cùng riêng em phải trở về nơi căn nhà cũ. Mất anh rồi đời em như trống trải như chốn lao tù, giam giữ trái tim. Thưa quý vị, đó là vai diễn Lộ Tứ Phượng trong vở Lôi Vũ với phần thể hiện của thí sinh Hằng Ni. Xin mời ý kiến từ các vị ban giám khảo. Mời nghệ sĩ Thanh Hằng. Hằng Ni, em cũng đã có những cái tiết chế là nó cũng trở về giống như là chị Phượng Hằng rất là nhiều. Vô cái vế đầu nghe rất là hay, câu dòng cổ vô cái vế đầu nghe tuyệt vời quá. Nhưng mà khi tới cái vế sau làm như bị hơi ngán, cái quãng trầm mà của em xuống nó bị hơi tù chút xíu thôi. Chứ không sao, nhưng mà chị cũng là chúc mừng em. Cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Xin mời anh Kim Tử Long ạ. Ngày xưa thập niên 60, người đầu tiên đưa nhạc vào giọng cổ là anh Hai Minh Cảnh. Ảnh là người đầu tiên phát pháo ra là ca giọng cổ mà có luyến lái nhạc trống. Lúc đó thì có nhiều người người ta không đồng tình, nhưng sau khi mà ảnh đã đưa nhiều bài lên và bắt đầu người ta thấy trào lưu ca giọng cổ mà có nhạc quá hay. Sau đó là các nghệ sĩ sao từ từ đi theo cái trường phái đó. Và cái người mà đầu tiên viết ra cho Minh Cảnh hát đó là ông Diễn Châu. Bài Võ Đăng Sơ Bạch Thu Hà có nhạc ở trong cái bài giọng cổ. Và bây giờ thì Hằng Ni, em đã lấy cái bài giọng cổ trong cái Lôi Vũ, chị Phương Hằng cũng lòng luyến lái nhạc ở trong đó. Nó rất là hay, nghe nó du dương, nó biến tấu cái bài giọng cổ không có bị nhàm chán. Cái hay của Phượng Hằng là cái chỗ đó. Và ngày hôm nay em ca cái bài này, anh cảm thấy đi, em ca rất là thoải mái, nhẹ nhàng. Và cái chất giọng của em trong cái bài này nó giống Phượng Hằng hơn cái bài trước nữa. Hy vọng rằng nếu như em vào trong đó, hãy cố gắng phát huy cái đó. Chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ. Tiếp theo xin mời giám khảo Thoại Mỹ ạ. Hôm nay với tiết mục này, chị nhắm mắt lại đó là chị nghĩ chị Phượng Hằng hát chứ không phải Hằng Ni hát. Hôm nay em lên cái vế đầu thật là an toàn mà thật là thoải mái. Đó, chỉ có cái vế thứ hai không biết là hồi hộp như thế nào, nó hơi cứng một chút thôi chứ không phải là dở. Chắc là do cũng có áp lực chút xíu phải không? Và hôm nay hóa thân chị Phượng Hằng thật là xuất sắc luôn. Cứ như thế mà đi tiếp nha cưng nha, đừng bị khựng lại và đừng bỏ. Đừng bỏ, tại vì đây là những cái hay, những cái tinh túy mà hôm nay em đã góp nhặt được rồi thì em nên giữ để làm hành trang đi tiếp tục nha. Chúc mừng dạ, em. Cảm ơn ba anh chị đã có ý chơi. Dạ, cảm ơn ba giám khảo và chúc mừng Hằng Ni với phần thi vừa rồi. Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn ban nhạc. Em chốn này nhìn mây cuối trời, thương người chốn xa, sương ướt dài mềm. Ở nơi đây ru nồng mặn môi ngày vui, pháo vang đêm du huy, riêng lòng mình buồn đau. Đêm mèn đắng cay
ông là ai? Thưa bà, tôi là kẻ từ miền xa xôi lắm, đạp sương hàn nổi gió tuyết trở về đây. Để làm chi? Để chúc mừng bà đêm hôn lễ, để đi tìm một vài kỷ niệm thoáng qua mau. Ông nói gì? Tôi không hiểu. Tôi muốn kể cho bà nghe một câu chuyện. Chuyện ban đầu của một người con gái, chuyện thương đau của một kẻ đắng trình. Đêm qua tôi có về ngang nơi hò hẹn cô, thì mời hay cô gái giờ đã sang sông. Thôi, ông đừng nói làm tôi thêm bàng hoàng xúc động. Ông hãy đi đi, ông hãy đi đi. Dạ dân, bà ơi tôi sẽ ra đi để tiễn đưa mùa thu vào trong một giấc mơ buồn bã. Rồi có chiều nào dừng chân nơi quán lạ thì xin bà hãy dành lại phút giây hoài niệm kẻ đắng trình. Tôi đã ra đi là tôi chấp nhận cho mình một cuộc sống bên trời cô độc, như loài chim buồn lạc lòng giữa cánh sương. Bà ơi, nếu có một phút giây nào bà còn chạnh nhớ đến một kẻ đã cùng bà, thì xin bà hãy quay về nơi kỷ niệm già nhỏ cho nhau vài giọt lệ ban đầu. Ông là ai mà nói những lời nghẹn ngào nức nở, nhắc chuyện ban đầu của hai đứa yêu nhau? Phải chăng ông là kẻ đã ra đi và để lại sau lưng niềm trong lòng? Bà ơi, chỉ như tôi với bà đã cùng thề non em biết, giấc mơ xưa đã không còn gì nữa. Khi gia đủ tân hôn đang nồng nực phía loan phòng tâm ca, bà đã bình yên theo quán áo theo dòng. Bà đã hưởng một cuộc đời vàng son quá mong, bỏ lại bên đường một vài kỷ niệm trơn sơ. Tôi đến đây là để chúc tụng cho bà đêm hôn hạnh và hãy quên đi những gì đêm gặp gỡ, cho dặm trời xa không bỡ ngỡ mộng sầm hồ. Tâm ca, anh đã cố tình dịch chuyển xa em để cho bà bình yên lên kiệu cưới. Không, đó là quyết định của sư mẫu em, thì làm sao em cãi lời người cho được. Bà ơi, dù muốn dù không thì bà cũng đã là vợ của người ta, còn tôi là kẻ đứng bên lề hạnh phúc. Có tiếc thương cũng đành xa biệt, mong mi nào rồi cũng tan buồn giữa cánh sương. Thì thôi, đường bà đi, đường tôi chạnh bóng quang hào. Một sáng mùa thu, tôi sẽ dừng chân bên tiền đồi có lạ để lắng nghe tiếng chim hót rả kêu sầu. Đó là lúc bà đã bình yên bên cuộc sống, bên chồng và bên những đứa con sinh. Còn tôi với cuộc đời không định hướng, bụi sông hồ sẽ vui lắm dần qua. Tâm ca,
ngăn cách này ngàn thu dương sầu. Mai này vẫn xa thương nhớ không nhờ, thương kẻ đi xa lòng nặng mang bao niềm đau. Có nghe trong tâm tư xót xa duyên ta vừa thưởng thức trích đoạn Máu nhuộm sân chùa với thí sinh Nguyễn Quang khi hóa thân thành nghệ sĩ Minh Cảnh với vai diễn Trần Tự Tâm, và người phụ diễn cho Quang trong tiết mục này đó chính là nghệ sĩ Kim Luận. Yeah. Luận cảm thấy khi mình diễn tiết mục này cùng với Quang khi anh ấy hóa thân thành nghệ sĩ Minh Cảnh thì như thế nào ạ? Dạ, Kim Luận rất là mến mộ giọng hát này, khó có người mà có thể hát được như vậy, cho nên là khi mà em nhận em phụ diễn thì Kim Luận cũng rất là hồi hộp, chỉ mong cho cái phần thi của anh tròn vẹn và tốt đẹp hơn. Cảm ơn Luận rất là nhiều nha, một tràng pháo tay dành cho Kim Luận với phần trợ diễn vừa rồi. Cảm ơn em. Hôm nay khi mình diễn một cái vai diễn của người thần tượng rồi người thầy của mình nữa, vừa ca vừa diễn mình kết hợp cùng với nhau như vậy thì có cảm thấy khó khăn chút nào không Quang? Dạ cũng không khó mấy anh. Nhưng mà đợi hơi lâu nên cái hơi nó giảm sút. Nó không được như ý muốn. À. Dạ. Chưa đúng như cái phong độ mà mình mong muốn phải không? À vậy thì bây giờ mình nghe ý kiến từ các vị giám khảo nha. Xin mời giám khảo Thanh Hằng ạ. Em vẫn còn giữ cái phong độ, vẫn còn giữ cái giọng ca của em, thể hiện theo nghệ sĩ em đã thần tượng. Nhưng mà cái người nghệ sĩ em thần tượng này phải nói rất là rất là khó. Rất là khó để mà ca giống, rất khó về vấn đề xử lý nhịp. Em đã làm tròn như thế thì chị cũng rất cảm kích tinh thần của em rất là nhiều. Mong rằng là em sẽ có sức khỏe nhiều hơn nữa, phải mạnh hơn nữa để cho nó càng giống coi như là nhiều hơn nữa. Chị chúc mừng em nha. Dạ. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn nghệ sĩ Thanh Hằng. Xin mời nghệ sĩ Kim Tử Long. Tôi chỉ biết vỗ tay thôi. Những gì mà lần trước Long góp ý với Nguyễn Quang á, thì hôm nay Nguyễn Quang làm tốt hơn rất nhiều. Bắt đầu bước từ ở trong sân khấu bước ra là tôi thấy dáng dấp của anh Minh Cảnh của tôi cũng đi với cái điệu kênh kênh, điệu điệu dảnh dảnh đó đó. Ưỡn ưỡn cái bụng. Ưỡn ưỡn đó. Nó làm cho tôi nhớ lại những cái giai đoạn anh Minh Cảnh khoảng năm 90 anh quay lại với cái vở này cùng với chị Lệ Thủy. Dù rằng là tuổi anh đã lớn rồi, nhưng mà khi anh vào phòng thu, anh hát, trời ơi, những người kỹ thuật ngồi nghe đã có lỗ tai khi mà ảnh cất lên cái bà ơi tôi sẽ ra đi. Mặc dù rằng bây giờ ảnh ở nước ngoài, ảnh lớn tuổi rồi, nhưng cái bài này nó đã đi vào huyền thoại của tên Minh Cảnh. Và hôm nay là Nguyễn Quang làm cho tôi cảm thấy rất 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 hãnh diện khi thấy là ở thời kỳ 4.0, thời kỳ kỹ thuật hiện đại, ca nhạc rap rock quá nhiều cái để cho người ta chọn lựa. Nhưng Nguyễn Quang lại chọn đi vào cái con đường đi theo thần tượng của mình, đó là Minh Cảnh. Và ngày hôm nay với cái chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng này, Nguyễn Quang đã làm được điều đó. Và Long hy vọng rằng nếu bước vào vòng trong nữa thì với cái phong thái này, với cái giọng hát đỉnh đạt này, nó sẽ là một cái bước để Nguyễn Quang lên đài danh vọng. Dạ, xin cảm ơn giám khảo Kim Tử Long. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ. Công nhận là bữa nay giống thiệt luôn đó. Ngoài cái giọng hát em đã giống rồi, mà hôm nay em thể hiện từ cái tóc, từ cái bộ đồ, cái màu cũng giống luôn, là chị Mỹ phải nói là thán phục em về cái lòng mến mộ anh hai Minh Cảnh. Trong cái tiết mục này em đã làm thỏa lòng mọi người, xem rất là đã, rất là hấp dẫn. Chị mong rằng em giữ vững phong độ này và hơn thế nữa để mình tự tin đi sâu vào vòng trong ha, cưng ha. Dạ. Ok, chúc mừng em. Cảm ơn các vị giám khảo. Và như vậy là chúng ta đã nhận được rất là nhiều lời khen từ giám khảo bởi cái sự chỉnh chu, bởi cái sự mà tỉ mỉ trong cái vai diễn này của mình. Và chúc cho Nguyễn Quang nếu như là vào vòng trong nữa thì mình sẽ càng hay hơn nữa, cần tỏa sáng hơn nữa Quang nha. Xin chào Quang. Kín kỷ niệm của đôi mình, lúc đã
xa vắng nhau. Dường như em quên lối quay về giống nghe lòng. Còn đó bao thiết tha, nghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môi với những nỗi xót xa răng ngân đưa người đành cho ta mật ngọt phôi pha dĩ vãng sẽ mãi không phai nhòa. Khi đôi tim yêu luôn khát khao sẽ hòa nhịp hoan ca. Trao người đã bao lần với nỗi đau sâu yêu, dòng đời chia một lối ta còn mãi đi tìm liều thuốc cho trái tim. Nghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môi với những nỗi xót xa răng ngang đời ngàn ngày trôi qua ngậm ngùi chia xa nuối tiếc mới giấc mơ ban đầu. Riêng con tim yêu hay cố quên, có khi trọn đời chỉ còn lại niềm mơ ước. Rất sâu nó vỡ nát trong tim, bao người vô giấc bao đêm, ngậm ngùi cõi mơ nghe như chơi vơi khi bao yêu đương mùa mù. Em đi mang theo vầng trăng thôi nào để bầu trời hoài nhớ thương chỉ còn hoang vắng. Cuộc tình là cháy đắng không tệ, còn thuyền lướt sóng lên đê. Chẳng có nào để bầu trời hoài thương nhớ. Em mang con tim anh về đâu? Lời tiên sĩ ta viết trong lúc ta bao lần với nỗi đau dấu yêu, dòng đời chia muôn lối ta còn mãi đi tìm liều thuốc cho trái tim. Trôi đi lặng thầm trên môi với những nỗi xót xa răng ngang đời ngàn ngày trôi qua ngậm ngùi chia xa nỗi tiếc mãi giấc mơ ban đầu. Riêng con tim yêu hay cố quên, có khi trọn đời chỉ còn lại niềm mơ ước. Rất sâu nào vỡ nát trong tim, mong người vô giấc bao đêm ngậm ngùi cõi mơ nghe như chơi vơi khi bao yêu đương mùa mù. Em đi mang theo vầng trăng thua nào để bầu trời hoài nhớ mời quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho người chơi vừa hát với anh Nguyễn Đình Vũ. Thời gian 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Dạ vâng, và lần đầu tiên thì cho phép em xin gửi lời chào đến anh Nguyễn Đình Vũ, chị Hải Yến, anh Nghĩa và chú Nghĩa ạ. Em ơi, anh cần liều thuốc cho trái tim. Nghe câu này xong cần uống thuốc. Anh Nghĩa và chú Nghĩa. Ông trẻ. Đúng rồi, 3-4 thế hệ của nhỏ mà. Vâng, và em chào anh Khanh, chào tất cả quý vị đang có mặt tại trường quay và chào tất cả mọi người đang xem đài ạ. Dạ, em là Duy Minh ạ, và hiện em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc hiện tại của em là ca sĩ tự do ạ. Xin chào Dương Minh. Cậu bé mà sáng sân khấu, một cái giọng hát dễ nghe, cái giọng hát nó phù hợp với đại chúng á. Ra sân khấu sáng đẹp, hát hay, dễ thương là được rồi. Thôi hát với anh có bị áp lực không, trả lời thiệt. Vui anh. Dạ vui là được. Dạ. Sao chị Yến, cho em mấy lời nhận xét kìa chị.
Chị thì chị thấy là không phải thế đâu, nhưng mà thôi thì em hỏi chị cũng đành phải thế thôi. Thật ra thì như này là em thì có cơ hội gặp Dương Minh rồi, bởi vì bạn ấy tham gia một cái cuộc thi dành cho sinh viên và em làm giám khảo. Bạn ấy có một cái giọng rất là đặc biệt, tức là nếu mà có thể để hát những bài hát của nữ, bạn ấy cũng có thể hát được luôn. Cho Khanh hỏi Dương Minh là trong số các bài hát mà bạn tập trong chương trình này á, bạn còn thích ca khúc nào nữa? Bài nào em cũng thích. Bài nào cũng thích. Bây giờ nếu được hát một câu tặng quý vị thì bạn chọn bài nào? Em sẽ hát một bài Nếu Điều Đó Xảy Ra. Xin mời. Không, anh sẽ như bình minh xóa tan lạnh lùng nơi băng giá, như ánh sáng như mặt trời. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã dành tình cảm cho tiếng hát của Dương Minh. 10 giây bắt đầu. Tự hát cái nữ của anh ha, tự hát cái nữ đi, cái tông giọng dễ hơn. Bấm đi Liên ơi, 3 năm. Bấm nút đi ạ. Các vòng số 3. Bây giờ sẽ là liên khúc 20, 40 và Kim với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Liên và người chơi trong các vòng số 3. Ngày anh muốn
Và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa xong ca với chị Ngọc Liên. Nếu như chọn chúng ta nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. 10 giây, bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Em xin chào tất cả bốn vị khách mời cùng mọi người đang có mặt ở đây ngày hôm nay ạ. Rất dễ thương phải không quý vị? Bạn tên gì ạ? Xinh quá trời. Dạ, em tên là Bùi Huyền Thảo My. Em còn có nghệ danh là My Carol. My Carol. Em hiện đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Thế có nghĩa là ca hát là cái niềm đam mê của bạn đúng không? Dạ. Em theo ca hát từ nhỏ, nhưng mà lúc mà học đại học thì em lại vô trường học. Cái chuyện mà là một diễn viên đi làm ca sĩ là điển hình Nam Cường đây. Anh Nam Cường này em cũng là trường sân khấu điện ảnh mà ra. Thì sau này ảnh thành công đầu tiên là bên vai trò ca sĩ chứ đâu phải là diễn viên đâu. Ảnh thành công bên ca sĩ xong rồi lúc ảnh quay ngược ra về anh đóng phim, anh đóng kịch. Anh đã chọn cái con đường nào cũng được hết trơn, miễn sao mình làm thật tốt với cái công việc mà mình đang lựa chọn ha. Anh lúc đầu anh hơi lo, tại vì chị Liên ra giọng chị dày quá. Đúng rồi. Giọng chị dày và cái lực của chị hát cũng như là cái năng lượng của chị ở trên sân khấu á. Tức là em rất là lo lắng khi mà em vừa mở cái mạng xuống một cái em ngồi em nhẩm liền. Ây da, bạn này trẻ quá, bạn này trẻ quá. Anh sợ rằng cái giọng của em sẽ bị mỏng hơn khi đi ra. Nhưng đó là cái lo sai lầm của em anh. Khi em bước ra em cất tiếng hát lên, đúng là cái giọng của em nó có hơi mỏng hơn một chút thật. Nhưng đổi lại giọng em rất sáng. Bắt giọng em rất sáng và ăn micro và nghe rất là bắt tai theo kiểu dễ thương, rất là phù hợp với lại cái ca khúc này. Liên cũng hơi hồi hộp khi bạn xuống bằng cất giọng hát lên, thì Liên nói là rồi, Liên là chọn đúng cái giọng rồi, tại vì cái giọng bạn đúng cái sở trường của Liên luôn, cho nên là hai đứa sẽ hát ăn ý. Và Liên cũng với bạn cũng giao lưu, cũng hát, cũng hiểu ý. Khi mà ánh mắt của Liên nháy bạn thì bạn cũng biết và bạn đổi chỗ và bạn cũng khều khều. Liên chị giống như là chị phải vậy không? Thì đổi qua đổi lại thì thấy có sự ăn ý cũng nhẹ nhẹ. Nên là rất hài lòng với em. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên. Anh Nam Cường ơi, anh cảm xúc như thế nào ạ? Một cô bé nhìn từ xa rất là dễ thương, rất là mong manh. Thì anh chỉ sợ là em sẽ bị lép so với chị Liên. Nhưng mà cái giọng của em rất là sáng, tức là hai người sẽ không bị chồng lên nhau, nó sẽ có những cái điểm riêng để tạo nên cái điểm gọi là các cá nhân của mỗi người trong cái ca khúc. Cảm ơn chia sẻ của anh Nam Cường cũng như là các khách mời còn lại. Ôm rách nát không tâm linh, ôm tiếng
chi hoa ngày xanh héo hon vì mong manh bỏ quên lại người sau ngỡ ngàng. Cố mọi người. Giờ này còn gần nhau gần thắm thiết trong môi sầu gần bối rối biên giới từ lòng đau giờ này còn cầm tay cầm chắc mối duyên bé bàng cầm chắc mắt môi ngỡ ngàng cầm ra nữa thưa quý vị. Bây giờ sẽ là thời gian 10 giây để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Nếu như chọn chúng ta nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Thời gian của quý vị bắt đầu. Dạ, cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Xin chào anh. Anh hãy tự giới thiệu về mình nhé. Chào tất cả ban khách mời và tất cả các khán giả của chương trình. Mình là Duy Long, xin chào các bạn. Khánh xin chào anh Duy Long, cho Khánh hỏi công việc hiện tại của anh là gì? Công việc hiện tại thì anh kinh doanh nhưng song song đó thì anh vẫn đi hát. Dạ, ngày hôm nay hát với một cô gái đẹp thì anh có bị khớp lắm không? Lúc đầu là cũng khớp nhưng mà khi mà thấy Quỳnh giao lưu rồi hợp quá thôi hết khớp luôn. Khi mà ảnh bước xuống thì em thấy phong thái của ảnh rất là tự tin, và khi trong khi mà ảnh hát đó, ảnh có giao lưu bằng ánh mắt với em. Cái điều này á phải là một người đã đi hát nhiều rồi á, em cảm giác một người đi hát nhiều rồi thì mới tinh tế trên sân khấu đó như vậy. Dạ chính xác ạ. Không biết các khách mời ở bên dưới có nghĩ như vậy không? Anh rất là chúc mừng Quỳnh. Mình tưởng mình hộp cái kia, đúng không? Dạ. Hộp cái số 3, ai ngờ được số 1. Dạ, mà khi em đứng trên này em cảm giác sự kiên định của mình là chính xác. Em sẽ phát huy sự kiên định này nhiều hơn. Em nên tin vào những người đàn ông lịch lãm và không nói quá nhiều, luôn luôn rất là trầm lặng. Dạ. Họ có cái sự gọi là vững chãi ở trong đó, dạ, đúng không em? Dạ, anh còn làm kinh doanh nữa. Không những là có thể cùng đi hát với em mà còn làm ăn chung với em. Ủa rồi bạn chọn người hát chung hay là bạn chọn ý chung nhân vậy? Ủa, từ đầu là Quỳnh nói rồi mà. Dạ không, em chọn người hát chung nhưng mà chúng ta hiểu nhau nhiều hơn thì hát chung sẽ hay hơn ạ. Không nói giỡn thôi chứ anh Long thì giờ cũng thấy là anh có một cái giọng hát rất là lạ, rất đặc biệt, nam tính, có một chất lãng tử ở trong đó. Mình không có
care nhiều quá trong cái việc xử lý chi tiết này nọ, và cái đó là cái đặc trưng của anh. Nó cảm giác là làm cho người nghe cảm thấy nó rất là dễ kết nối với anh. Và vì thế mà với một cô gái hơi mong manh như thế này, hoặc là tỏ ra mong manh như thế này, hơi tỏ ra mong manh thì cái sự vững chãi này trong giọng hát cũng như phong cách của anh rất là hòa quyện. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn chia sẻ của anh Hồ Trung Dũng ạ. Chị Khánh Ngọc ơi, chị nghĩ gì về tiết mục này? Trời ơi, nói chung là Ngọc có biết anh Duy Long, cho nên là có biết là giọng hát của anh rất là trầm ấm, rất là đẹp rồi. Rồi xong rồi tự nhiên tụi mình cảm thấy mừng cho nhỏ em. Này, chị chúc mừng em. Màn trình diễn rất là tuyệt vời ạ. Dạ, cảm ơn chia sẻ của chị Khánh Ngọc. Còn anh Quốc Đại ạ? Anh thì anh cực kỳ lo lắng khi mà Long xuất hiện xuống là Duyên Quỳnh coi như là không lo hát nữa. Anh đang rất là lo là em sẽ không nhớ đường em vô luôn. Nhưng mà cũng may là Long là rất là nhạy. Cảm ơn các khách mời rất. Chúng ta vừa được thưởng thức màn song đấu của Lê Huy và Lê Quốc Phú. Và quả thật đây là hai màu sắc âm nhạc rất riêng biệt. Bây giờ sẽ là 10 giây để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn. Nếu như quý vị chọn Lê Quốc Phú, nhấn phím A. Chọn Lê Huy thì nhấn phím B. Thời gian bắt đầu. Vậy là thời gian bình chọn đã kết thúc. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Bây giờ Khanh rất muốn nghe những chia sẻ của các vị khách mời. Tôi đang xem gì thế này? Một trận đấu hay một tiết mục? Một bên thì cổ điển, vững vàng, một bên phải thích nghi theo những cái giai điệu khó, trong khi bạn mê rock nhưng mà phải hát theo một bài kiểu này với em. Sáng tạo vô cùng. Giữa hai người nếu mà để chọn chấm điểm, xin lỗi, cũng không thể chọn được. Cảm ơn Đình Vũ nhiều. Đó là suy nghĩ của anh Nguyễn Đình Vũ. Thế còn Tuấn Nghĩa thì sao? Anh Huy thì anh có cái sự trả lời rất là rõ ràng. Anh hát mà kể cả những cái anh hát nói đừng khóc nữa, rồi anh đẩy lên theo từng cái cung bậc một, nó dìu được cái cảm xúc của người nghe. Cái này thì em thấy là không phải là ca sĩ nào cũng có thể làm được. Cảm ơn những chia sẻ của Tuấn Nghĩa. Không biết chị Hải Yến và anh Đại Nghĩa nghĩ gì? Cá nhân Hải Yến nhá, Yến sẽ không đặt hai giọng hát của bạn lên bàn cân để cân. Bởi vì hai bạn hoàn toàn là hai cái sở trường khác nhau. Nhưng cái điều mà Yến nghĩ rằng các bạn đang làm được trong một cái buổi tối của cái chương trình Song Ca Giấu Mặt ngày hôm nay đấy chính là mang lại một cái tiết mục vô cùng đặc sắc và tạo rất nhiều cái bất ngờ. Anh Lê Huy, em chỉ dùng một từ, anh hát rất đời. Rất đời luôn. Còn với Quốc Phú, Quốc Phú là một người đàn ông trong mắt của Hải Yến nha, cực kỳ trữ tình, lịch lãm. Cái màn so đấu này sẽ là một cái sự lựa chọn vô cùng khó với tất cả quý vị khán giả ngồi đây. Yến rất cảm ơn cái tiết mục này bởi vì là nó mang lại cho Yến rất nhiều cảm xúc khi đến với chương trình Song Ca Giấu Mặt. Cảm ơn hai người rất nhiều. Yeah. Cảm ơn chia sẻ của chị Hải Yến. Các bạn vừa mới chia sẻ với Phú và Huy thì có lẽ là Phú và Huy cũng sẽ nhận ra một cái điều như thế này. Để là một người nghệ sĩ thành công và đặc biệt là trong vai trò là một ca sĩ, chúng ta phải đa dạng, phải màu sắc trong cái cách hát của mình. Khi chúng ta biết dung hòa tất cả mọi cái với nhau, với Phú, em sẽ có nhiều trải nghiệm nữa khi tuổi đời của em ngày càng lớn hơn. Cái cách hát của em nó sẽ đời hơn một chút, nó mộc hơn một chút, cộng với cái giọng đẹp vốn có của em, nó sẽ vừa vặn và nó sẽ hấp dẫn người nghe. Với Huy cũng như vậy, cá tính của em có rồi, rất là mạnh mẽ, sự nổi loạn, sự cuồng nhiệt trong em có rồi. Nhưng nếu như mình cần có một chút điềm tĩnh lại, đầm lại một chút, thì có lẽ nó sẽ cân bằng được với những cái sản phẩm âm nhạc mà mình sẽ gửi đến với khán giả. Thì chắc chắn là các em sẽ nhận được nhiều sự yêu thương, đón nhận từ phía quý vị khán giả. Cảm ơn những chia sẻ của các khách mời.
Và bây giờ chúng ta phải đợi vào kết quả bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay mà thôi. Tỷ lệ đó là bao nhiêu, hãy cùng Khanh hướng mắt lên màn hình. 51% và 49%. Nghĩa là người chơi giành chiến thắng tại Song Ca Giấu Mặt sẽ nhận được 51% là phần trăm bình chọn của khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay để dành cho các bạn. Đó là giọng hát. Đã từng song ca với ca sĩ Tuấn Nghĩa trong chương trình này. Rồi. Rồi ok. Ủa, hai người cả hai đều từng song ca với Tuấn Nghĩa hả? Kết quả của chúng tôi sẽ có ngay bây giờ. Xin chúc mừng Lê Quốc Phú. Chúc mừng Lê Quốc Phú là người chiến thắng tại Song Ca Giấu Mặt. Bạn đã nhận được 51%. Và số tiền mang về Lê Quốc Phú có 10 triệu đồng. Chúc mừng bạn. Và chúc mừng cho Tuấn Nghĩa. Đây là người chơi đã song ca với Tuấn Nghĩa. Thời gian dành cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho người chơi vừa song ca với chị Lê Phương. Nếu như chọn, quý vị nhấn phím A và không chọn, nhấn phím B. Thời gian 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Một bản song ca quá là tình tứ. Mặc dù họ chưa bao giờ tập luyện với nhau, lần đầu tiên họ gặp nhau luôn. Xin chào bạn. Lần đầu tiên em xin gửi đến anh Kim Tử Long. Anh thấy sao ạ? Anh chỉ biết là anh rất là thích giọng hát của Lê Phương. Để cho người ta nghe, người ta có hồn á, và người ta nghe cảm giác như bài hát nó có hồn đưa vào lòng của người ta đó, rất khó. Mà em với Lê Phương đã làm cho cả khán phòng này người ta vỗ tay như vậy là quá thành công rồi. Dạ. Tiếp lời của anh Long, mặc dù ca hát không phải là chuyên môn chính của chị Lê Phương, nhưng mà chúng ta không thể phủ nhận đây là một giọng hát nữ rất là đặc biệt. Rất là đặc biệt. Đại diện khán giả, tôi nghi vấn có thật sự gặp nhau lần đầu không?
Em xin thay mặt cho ekip chương trình khẳng định điều này là sự thật. Sao hòa quyện vậy? Bây giờ thì em có thể xác nhận một cái câu đó là hai người tan vỡ thì sẽ có bốn người hạnh phúc. Cặp đôi Thanh Thức và Lê Phương không còn hát với nhau hôm nay nữa. Chúng ta có hai cặp khác. Mừng quá. Này là giống như người yêu cũ có người yêu mới ha anh. Và một lần nữa thì cảm ơn sự hỗ trợ rất hết mình của diễn viên Lê Phương để giúp cho tiếng hát của Trường Hải được tỏa sáng. Và chúng ta sẽ còn chờ đợi xem kết quả bình chọn của khán giả tại trường quay dành cho Trường Hải là bao nhiêu phần trăm. Wow. Wow. Ta chia tay nhau còn chi nữa, giờ cuối cho nên tiếc vấn vương. Quên đi duyên xưa, từ ly ta cho nhau lời cuối. Người ơi anh phải quên em sao, hình bóng thân ái không nhạt nhòa. Làm sao anh lại chịu ra. Giận gì mà giận dai dữ vậy trời. Chịu ra rồi. Em, anh ngồi đây chờ 3 ngày đi. Dễ được. Em ơi. Em đừng có giận anh chị mà. Tại hôm qua anh đi kể. Tình này rồi mờ dần theo tháng năm thời gian. Anh ơi ngày xưa em đã nói nếu ta chia tay nhau chẳng vấn vương, chẳng buồn lệ sẽ không ướt mi. Em ơi lòng anh đang chơi vơi tiếc thương xuyên bấy lâu. Làm sao anh quên em, kỷ niệm xưa nay ta cùng yêu thương đắm đuối bên nhau. Xin một lần mình yên nhau trong phút giây. Một lần thôi nói tiếng yêu. Lần cuối trở nên âm thầm lặng quên. Ta chia tay nhau còn chi nữa, giờ cuối cho lên tiếng vấn vương. Quên đi duyên xưa từ ly ta trao nhau. Làm sao anh làm quên? Yeah! Em ơi đừng giận anh nữa nha. Chia tay xa nhau từ đây chấm dứt không quên ừ, nhau trong qua mau cuộc tình. Tình này rồi mờ dần theo tháng năm thời gian. Lòng anh đang chơi vơi tiếc thương duyên bấy lâu. Làm sao anh quên em, kỷ niệm duyên ai ta cùng yêu thương đắm đuối bên nhau. Xin một lần mình nhìn nhau trong phút giây. Một lần cuối nói tiếng yêu. Lần cuối trở nên âm thầm lặng quên. Ta chia tay nhau còn chi nữa, giờ cuối cho lên nhạt nhòa.
20. Cái chiếc hôm trước là chiếc giả, còn chiếc này chiếc thiệt nè. Em I love you. Bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều và hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này trước đã. Xin chào bạn. Dạ, lời nói đầu tiên cho dịp phép nhân tâm xin kính gửi đến ca sĩ khách mời cùng với khán giả tại trường quay cũng như khán giả đang đón xem trên TV ạ. Xin chào Giáng Tâm. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các khách mời chia sẻ về tiết mục thú vị này. Cái tên Giáng Tâm cũng đẹp nữa. Khi mà em bước xuống em hát á, thật sự ra là chị cũng hơi lo cho em, bởi vì anh Long á, là một nghệ sĩ coi như có chiêu trò dễ làm cho nghệ sĩ khác phân tâm khi hát. Mà em đã từ trên xuống là em đã làm cho mọi người ngạc nhiên, là em chơi đòn phản ngược lại với anh Long, là điểm đó là thấy em là nhập vô bài hát rồi đó. Rồi khi em xuống em cất lên cái giọng hát của em, cái bài hát này, thật sự ra bài hát này rất rất hợp với giọng của em luôn. Bởi vì cái chất giọng của em nó cao á, cách diễn xuất của em với Long rất là hòa hợp. Mặc dù anh Long ảnh quậy quá nhưng mà em vẫn giữ bình tĩnh, em không cười, em diễn cho hết bài hát là quá hay rồi. Chúc mừng em. Cảm ơn chị. Em xin cảm ơn. May quá, Giáng Tâm không phân tâm. Giáng Tâm, Giáng Tâm mà không phân tâm. Anh Hoàng Bách, anh nghĩ gì? Anh Kim Tử Long vẫn cho thấy mình là một người gạo cội và có một cái đẳng cấp chọn người hát chung với mình rất là chuẩn mực. Em nói anh là bái phục. Cái bài này nói chung là sinh ra dành cho hai người. Trời, nói thiệt là dễ thương quá đi. Mặc dù là anh Long anh quậy quá nhưng mà thực sự là tâm tĩnh lắm luôn á chị. Phải bái phục em. Em diễn như không diễn vậy đó. Trời, chị Tha lúc đầu chị còn sợ là em có vấn đề gì, em có lộ không vậy? Sao diễn bé này diễn tĩnh quá vậy? Rõ ràng là như vậy luôn á. Coi như là quá hay. Và đặc biệt là chị thích cái giọng của cô này, có nhã chữ rất là lạ. Và chúc mừng em đã làm rất tốt. Em cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời ạ. Làng tôi nghe đu đưa mấy nhịp cầu tre, làng bên băng qua kênh nối tình miền quê buồn vui, dân trong làng ra nghỉ trưa hè.
bao nhiêu hè vui một câu về để lòng ai quên hết đau muôn này. Em tôi qua lấy chồng lạng bên, nhờ ai hay đêm ngô lúa về ngoài hiên. Cậu ơi, ai đem tình gieo trải khắp miền, lòng cậu như đôi cánh. Đến thăm em, trời ơi anh nhìn thế mà cáo bà ba là tự nhiên hồn anh mất ngay liền vậy đó. Còn nghe khoái quá anh ơi. Còn nghe khoái quá anh ơi hả? Ai đêm mất nhìn cậu che cho chàng là chàng lặng bên nơi, thương em là em ở bên đây hò. Cậu che tích tình tình ta, cậu che tăng tích tình tình rằng nhớ ở đây. Giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Quý vị có 10 giây. Xin mời. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Xin chào các anh chị khách mời, tất cả quý vị khán giả trong trường quay, chào anh Kim Tử Long và chào tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình qua truyền hình ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Tánh Linh, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và công việc chính của em chính là đi hát ạ. Ngày hôm nay khoan đã em ơi. Hình như là cái số của anh sao Linh Long nữa, trời ơi. Thật sự mà nói là nghe bạn ấy hát là mình phải cuốn theo bạn ấy á. Tại vì bạn ấy có cái giọng cao quá ha. Mới đầu vô cái điệp khúc là mình tưởng đâu là ca không tới. Yeah. Ai ngờ đó là cao vút luôn. Vì vậy cho nên là anh quên cái diễn luôn á. Yeah. Anh cứ nghe em hát rồi anh đang cuốn theo cái lời ca tiếng hát của em. À, em cho phép, cảm ơn em. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời ạ. Xin mời. Linh nói về diễn xuất thì rất tốt rồi, không có gì, thậm chí nhiều khi Linh còn muốn lướt anh luôn, muốn lướt anh Long luôn. Đúng rồi, anh Long phải bơ vơ luôn á. Đương nhiên là đối với cái kỹ thuật hát của em thì không có gì phải bàn nữa, giọng em là một giọng rất đẹp và giọng có kỹ thuật. Thật sự là nếu mà theo Đại nha thì giọng Tánh Linh không phải là giọng sở trường này. Gặp Quốc Đại đi hát bài Một Đời Người Một Rừng Cây là ngay luôn, vô luôn phải không? Anh nghĩ là ở cái sở đoạn này nhưng mà Tánh Linh đã làm cũng rất là tốt, và nếu như đúng sở trường thì chúng ta sẽ còn thấy cô ấy tỏa sáng hơn nữa. Nai ơi xin đừng đi nhé em, mắt nai ơi xin đừng xa cách tôi. Dù cho ngày tháng có đi qua, có như phong ba, tôi vẫn ngồi mãi nơi đây. Mắt nai ơi xin đừng đi cha cha.
nào ta cùng bước cha cha cha, nào ta cùng hát cha cha cha, cùng vui ngày tháng mong mơ. Em xin tư như bao nhiêu hoa cho anh gây gắn ngày tan hồn, một ngày nhớ một ngày mong, đêm lại về thao thức vân quân, con tim anh khao khát đây chờ trong cõi âm âm mỗi tiếng tiếng. Cô bé ơi, cô bé ơi, cô bé, cô bé ơi, yeah. Rapapa. Bình chọn cho tiết mục Mắt Này Cha Cha Cha. 10 giây bắt đầu. Thời gian bình chọn dành cho tất cả quý vị khán giả đã kết thúc và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với cô gái vừa hát song ca với anh Sĩ Luân. Xin chào bạn. Dạ, em xin chào anh với lại tất cả các anh chị, các cô, các chú, ban giám khảo cùng với tất cả các bạn có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Mơ Cát ạ. Và hiện tại công việc của em thì đang là ca sĩ và mẫu ảnh tự do ạ. Xin chào Mơ Cát. Thường thì bạn có hay hát bài này không? Hay đây là lần đầu tiên? Dạ, đây là lần đầu tiên em hát ca khúc này luôn ạ. Ui, bạn có chuẩn bị tinh thần là bạn sẽ phải hát với chính nhạc sĩ bài này không?
Dạ nói chung là cũng có hồi hộp một chút xíu, nhưng mà em không nghĩ là em lại song ca cùng với nhạc sĩ của chính ca khúc này à. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cảm xúc của anh Sĩ Luân khi mà lần đầu tiên anh hát bài này với một cô gái rất xinh đẹp. Hay việc này nó đã diễn ra rất thường lệ? À, dạ không ạ, thường em hát bài này một mình. Dạ. Ai cũng có thể hát bài hát này và nó mang lại một năng lượng cực kỳ vui nhộn trong sân khấu của chúng ta. Và rất là thương bạn Mơ Cát là khi mà bạn hình như là bạn nghe mình chọn bạn xong là bạn rất căng thẳng. Trong ánh mắt bạn mình thấy sự căng thẳng đấy khi bạn đi xuống, mình dắt tay bạn xuống. Và không biết bây giờ thì bạn có hồi lại cái linh hồn chưa? Là đỡ chưa? Dạ em vẫn còn run mà. Bởi vì Khanh nghĩ là các người chơi đến đây chắc chắn là phải run, bởi vì họ phải tập rất là nhiều bài hát, chứ không chỉ riêng bài Mắt Nai Cha Cha Cha, đúng không? 8 bài đúng không? Phải tập 8 bài nữa. Phải tập 8 bài. Và không biết là mình sẽ hát bài đó với ai nữa. Cô có một lời khen con, cái giọng hát của con rất là sáng, nghe không có mờ, nghe liên tục luôn. Và cái giai điệu của Mắt Nai Cha Cha này liên tục, không ngưng nha. Dạ. Mà thấy bé nó hát tỉnh bơ, nó không có mệt một chút xíu nào luôn, mà rất là hòa quyện chung với lại nhạc sĩ. Dạ, cảm ơn chị. Đây là lần đầu tiên Mơ Cá hát bài này thì chú cảm thấy là con rất giỏi luôn á. Tại vì lần đầu tiên chú hát bài này, xin lỗi Sĩ Luân là mình hát sai lời nhiều lắm. Còn hôm nay là Mơ Cá hát là hát đúng lời. Thành ra mình cảm thấy là làm như đó thôi là mình thấy giỏi rồi. Dạ, xin lỗi nhạc sĩ. Cảm ơn một lần nữa những chia sẻ của các vị khách mời. Một phút thôi cho em gần anh, lại cần một phút thôi cho em hy vọng. Một phút thôi cho em gần anh, ngồi lại một phút thôi cho em nhớ lại. Và quá khứ như đang ngủ say, chờ giật mình nhớ ra ký ức hôm nào. Từng giấc mơ đang quay về đây, dù chỉ là thoáng qua trong tim em này. À thì ra ngày xưa đôi ta đã yêu, nhưng vì ai đó hơn ghen ganh đua bao điều, làm đôi ta gần nhau nhưng sao quá xa. Để rồi đôi ta lại quay lưng không thấy nhau, vì sao trong cuộc sống mang bao trái ngang. Vô tình đôi ta hợp tan chia ly bao lần, dù mai đây mình chia đôi hai thế gian, nhưng điều sâu cuối mà con tim em ước mơ, có anh mãi mãi bên em. À thì ra ngày xưa đôi ta đã yêu, nhưng vì ai đó hận ghen ganh đua bao điều, làm đôi ta gần nhau nhưng sao quá xa. Để rồi đôi ta lại quay lưng không thấy nhau, vì sao trong cuộc sống mang bao trái ngang. Vô tình đôi ta hợp tan chia ly bao lần, dù mai đây mình chia đôi hai thế gian, nhưng điều sâu cuối mà con tim em ước mơ, có anh mãi mãi bên em. Xin chúc mừng Thùy Khanh đã hoàn thành bài hát của mình. Em bắt đầu sáng tác từ bao giờ vậy Khanh? Dạ, cuối năm 2011 ạ. Wow, tới nay thì nếu mà tổng kết lại em nhớ là có bao nhiêu bài không? Dạ, nếu mà tổng kết lại tất cả nhạc phim lẫn nhạc em sáng tác thì chắc khoảng 50 bài ạ. Wow. Ca khúc đầu tiên em có duyên để đến với công việc nhạc sĩ của em là ca khúc Hello Cô Ba. Oh. Và sau đó là một số nhạc phim truyền hình. Và bây giờ thì thôi mình nhìn thẳng vào sự thật, đúng không? Mình lớn rồi. Dạ vâng ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái chéo đấy. 7 cái chéo. Chéo chéo chéo. Khanh cảm thấy rất là tiếc khi mà có 7 người bấm nút chéo. Minh Khang, tại sao bạn không bấm? Bạn cũng là nhạc sĩ, bạn hiểu đúng không? Nếu mà tôi có 10 cái nút bấm ở đây nữa, tôi cũng sẽ không bấm. Bởi vì tôi đồng cảm, tôi chia sẻ được với em một cái điều là em viết được nhạc là cái điều đáng quý vô cùng cho một người nghệ sĩ trẻ như thế này. Em hãy cố gắng hơn nữa. Nếu em không phải nằm ở trên khi đi tiếp cuộc sau thì em vẫn phải giữ lửa, em viết sáng tác đi. Sáng tác viết nhiều vô.
rồi hát đi rất nhiều, chắc chắn một ngày nào đó em sẽ thành công đến với em, chắc chắn một được. Em rất là minh thay nè. Em sẽ cố gắng phát huy về sở trường nhạc sĩ của em, cố gắng hết trên con đường của mình. Anh cũng muốn có một cái chia sẻ với em thêm là có lẽ là em cần phải đi học thanh nhạc nếu thực sự muốn đứng trên sân khấu này, bởi vì em có giọng nhưng không phải là không có giọng, tuy nhiên cái hơi thì còn rất là yếu. Dạ, và có lẽ là em cũng chưa đứng trên sân khấu để hát nhiều bằng cái việc mình sáng tác, cho nên là anh bấm thêm thì cũng thế thôi. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh ạ. Anh nghĩ là nên đưa ca khúc này cho những anh chị nghệ sĩ khác có tên tuổi rồi hát ca khúc em thì sẽ hay hơn nhiều, chẳng hạn như anh Đức Huy. Anh Đức Huy vừa làm một cái tên lớn mà còn có tuổi. Cảm ơn ban nhạc quyền năng. Chúng ta bây giờ sẽ cùng nghe sự chia sẻ từ ban giám khảo. Xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh. Em có lợi thế là em sáng tác được nhạc. Tuy nhiên thì mình sáng tác hay nhưng mà chưa chắc mình hát hay. Cái bài em vừa hát vừa rồi á, cái melody của nó rất là đẹp, rất là hay, nhưng mà có điều là có thể giọng em không hợp. Xin cảm ơn. Em cảm ơn anh ạ. Làm anh thay đổi mắt kiếm theo thì em rõ ra rồi. Mình cố làm chiêu trò là đeo kính bật áo khoác như thế này để một phần là bớt rung, nhưng mà thực sự là cái cảm giác rung trên sân khấu thì vẫn hiện diện trong mình. Em nghĩ là có ban nhạc có ai bấm không? Dạ chắc có. Đằng sau quay. Hai anh, có phải là vì hai anh thấy em xinh đẹp nên hai anh mới gây sự chú ý với em đúng không? Em biết điều đó. Anh khỏi hỏi, em biết điều đó.
chưa, gặp thí sinh cao thủ. Em hát ok được đấy, nhưng mà thật ra em phải nên chú ý ngay từ đầu. Dạ. Em vô ngay câu đầu tiên là em phô liền luôn. Dạ. Rất khó chịu, lên cao làm rớt. Đó, làm cho các anh ở đây cũng lên cao cái là rớt. Lên cao là rớt. Rớt rớt thôi là lại rớt rồi, nó bực mình lắm, bực lắm. Dạ rồi, em biết anh rồi. Phức tạp cuộc đời quá. Ban giám khảo rất đơn giản. Xin mời Mạnh Quỳnh. Phong cách trình diễn của em rất là sống động, làm cho mọi người hăng say. Nhưng mà có thể đôi khi những cái đó làm cho em nó mình sung quá, cho nên khi em cất giọng ca ra thì câu đầu tiên anh đã nghe giọng em phô rồi, em ca cho nó chín chút xíu thì nó sẽ hay hơn. Dạ, cảm ơn anh ạ. Xin mời giám khảo Dương Triều Vũ. Hello. Em chào anh. Cái bài Cỏ Úa là một bài quá sức là quen thuộc với mọi người rồi, nhẹ nhàng pop, nhưng mà em lại đổi qua cái điệu phấn, tức là em cũng rất là mạo hiểm. Em nghĩ là em sẽ dùng cái khả năng mà khuấy động sân khấu mình để thuyết phục khán giả cũng như là ban nhạc, nhưng mà hôm nay em chưa thành công, tức là chút xíu xíu thôi. Dạ em cảm ơn anh ạ. Dạ ok, thì bây giờ Vũ sẽ chọn cho Ngọc bài một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh rất hay, Ta Đã Từng Yêu. Em đã từng yêu. Dạ em yêu nhiều lắm rồi ạ. Thì được rồi đó. Cố lên. Hát. Thực sự là Ngọc không học qua một trường lớp nào hết. Mình hát theo bản năng, mình hát theo con tim. Thực sự là Ngọc đã hát hết mình rồi, mà chỉ có phần là run nên cái cảm xúc của mình nó bị chông chênh làm cho mình phô. Về chung với nhau nơi này, tiếng đến hoa khu xu vầy, đến sương nghiến nghe ta cùng say. Có nhớ đêm nào, nhớ phút ban đầu đã cho yêu nhau, xin nhớ đi nhau. Năng lượng của em đã truyền cho 20 người và 20 người không có ai ngồi xuống cả. Có nghĩa là bạn được số điểm là 20 điểm. Xin được chúc mừng, xin cảm ơn các vũ công. Chúng ta cùng tiếp tục với kết quả từ các thành viên của ban nhạc Quyền Năng với số điểm dành cho thí sinh Mỹ Ngọc. Bây giờ nghe thắng guitar rồi nói luôn nè. Người có nhiều râu nhất ban nhạc. Anh thấy đây là cái biểu diễn, cái phần biểu diễn đầu tiên mà em coi như là rất là hợp với ban nhạc. Từ phong cách biểu diễn cho tới trang phục cho tới mọi thứ. Anh chúc mừng em. Cảm ơn. Còn gì bằng bây giờ, hãy xem tổng số điểm từ ban nhạc Quyền Năng. 73 điểm, cộng với 20 điểm là bao nhiêu em? Dạ, 93 điểm ạ. Chúc mừng thí sinh Mỹ Ngọc đạt số điểm là 93 điểm. Em cảm ơn ban nhạc rất nhiều. Hãy đến sự chia sẻ từ các thành viên ban giám khảo. Tôi thích cái hòa âm này quá đi. Có thể đánh lại cho tôi hát được không? Nó hạt với cái bộ đồ này của tôi quá mà. Mời Phi Nhung lên sân khấu, nhảy với ban nhạc bài nhảy luôn. Yeah.
một lần nữa. Tôi rất là thích bài hát và âm này. Tôi thấy là ban nhạc mai mốt đi ra ở ngoài đánh giùm cho Phi Nhung bài hát này. Mà Phi Nhung có chịu đi xe lam với ban nhạc không? Chơi luôn. Nha. Chơi luôn. Rồi, hôm nay em hát rất là hay. Chị chúc mừng em tuyệt vời cùng với cái hòa âm và cùng cái cách hát của em. Và cùng cái bộ đồ này của em. Trời ơi, rất là thích, cho ôm cái đi. Mạnh Quỳnh ngồi dưới kia nhảy kìa. Xin mời giám khảo. Mạnh Quỳnh cũng nhảy luôn rồi. Anh thích em nhảy theo cái điệu nhạc rất là hay. Anh hát tốt và những cái lên cao rất là hay. Chứ xuống thấp chứ hơi dịch tí xí thôi. Xin mời giám khảo Dương Triều Vũ. Cái hòa âm em cảm giác như anh đang làm DJ ở trên đó vậy đó. Sao số nghe rất là vui, rất là ngầu luôn em. Hôm nay Mỹ Ngọc thì cũng như mọi ngày thôi, lúc nào cũng đầy tràn trề năng lượng, tràn trề cái tâm huyết với cái màn trình diễn của mình. Hôm nay bạn hát rất tốt, rất chuẩn và nói chung là quậy hết cỡ luôn. Chúc mừng bạn. Em xin cảm ơn anh. Quan trọng là em nhảy máu, em quậy hết cỡ nhưng em giữ được cái làn hơi của mình, kiểm soát được. Trời ơi, cái điều đó nó không đơn giản chút nào hết. Thưa quý vị và các bạn, xin được chúc mừng Mỹ Ngọc. Nếu có cơ hội vào vòng sau, Ngọc sẽ thay đổi phong cách của mình qua một cái màu mới để thử coi nó như thế nào.
thưa quý vị, nhất tuần vừa rồi. Cho nên Hồng Gấm của chúng ta chưa gì hết được cộng thêm 10 điểm với 20 thành viên say mê với bài Cô Đơn, một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính. Một tràng pháo tay cộng thêm 20 điểm từ các vũ công của chúng ta. Bây giờ thì ban nhạc sẽ cảm nhận về bài hát Cô Đơn của em nha. Thưa quý vị, kết quả số điểm từ các thành viên của ban nhạc chúng ta. 5, 4, 3, 2, 1. Thưa quý vị, chúng tôi thấy có rất nhiều điểm chính và đặc biệt có 2 điểm 10 lại ở hai đầu nổi nhớ. Một cái đầu của violon anh Thảo và một cái đầu của guitar bass. Xin mời anh Thảo ạ. Chào em. Đúng ra là anh sẽ cho em số điểm là 9 điểm. Có những cái chỗ thể hiện của em là nó chưa có được tròn trịa lắm. Nhưng mà vì áp lực mở màn cho nên anh khuyến khích em và anh cho em con số 10. Và xin mời nhạc trưởng Đức Huy ạ. Hôm nay cái giọng hát của em cũng đẹp như là cái áo em mặc. Và chỉ có một điểm nhỏ, cái khúc mà em hát một mình với piano thì lúc đó là anh Khoa đỡ giọng hát đi, trong khi chúng tôi muốn là giọng hát phải dẫn người nhạc sĩ đi. Cần thêm một chút nữa là ngắt câu hợp lý. Xin cảm ơn. Thực ra là em có cố gắng dắt anh Khoa đi rồi mà em không đủ sức khỏe để dắt ảnh, cái ảnh dắt em lại. Và thưa quý vị, kết quả số điểm từ nhạc phẩm Cô Đơn của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính của thí sinh Hồng Gấm là 83 điểm, cộng 10 điểm là 93 điểm, cộng 20 điểm của Vũ Công, 113 điểm. Chúc mừng Hồng Gấm. Và bây giờ hãy lắng nghe những phần chia sẻ từ các thành viên ban giám khảo. Hôm nay thì Hồng Gấm có một chút xíu khang tiếng, nhưng mà nhờ cái khang tiếng đó mà nó show ra cái giọng của em nó khàn khàn hay lắm luôn á. Trong cái xuôi nó có cái hơn. Anh biết em bị áp lực rất là nhiều, nhưng mà hôm nay đối với anh thì em đã trình bày thành công cái phần trình diễn của em tối đêm nay. Xin mời giám khảo Dương Triệu Vũ ạ. Hôm nay em làm rất tốt, gào thét lên em cũng có, và bỏ nhỏ nhẹ nhàng cũng có. Nhưng mà anh vẫn cảm thấy là em có một chút gì đó em giữ lại, em chưa có bung phá hết với những cái đam mê khi mà đứng trên sân khấu, chưa có cháy hết cỡ. Lần sau anh nghĩ em phải cháy hết cỡ và liều mạng hơn chút xíu thì cái tiết mục này nó sẽ được nhiều điểm 10 hơn là thế này. Hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi và những gì bạn đã đạt được sẽ là tiếp tục một hành trang cho chặng đường tiếp theo. Xin chúc mừng Hồng Gấm hoàn thành phần thi của mình. Mời quý vị tiếp tục chào đón thí sinh tiếp theo. Giọng cổ cũng nhảy được đó nha. Người gì mà to cao ngâm đen thơm đớn theo thuồng. Hey yeah, hát công tử là tôi, tài năng căng dây khắp nơi, phải chỉ thông minh đa tài, đôi người muôn đời biết sai. Hey, tôi hoa khôi ngô có duyên, phải chỉ thông minh biết tiền, đôi người rất dễ tê, đó chính là tôi. Anh thấy kia sao mà trắng trẻo, sao mà ngon đến ngỡ ngàng. Hey, cùng bạch công tử là tôi, tài năng không thua kém ai, phải chỉ thông minh dư xài, người người muôn đời biết dài. Đó tôi hào hoa khôi ngô có duyên, ai cũng khen tôi rất thiện, tài năng và tinh tế đó chính là tôi. Anh thông minh tài ba chưa chắc anh tương lai nở hoa, vì đôi khi anh đã bỏ quên tình yêu gia đình. Giờ khi anh vấp ngã đầu yêu, thật nhiều và nhớ bữa cơm ấm áp ngày xưa. Dẫu biết rằng cuộc sống chẳng như mơ, ai biết rồi đây thành công hay vấp ngã. Công tử ơi, dù anh có tài tuấn kiệt, nhưng để thành công cần lắm một gia đình. Chưa chắc anh tương lai nở hoa, vì đôi khi anh đã bỏ quên tình yêu gia đình. Từ khi anh bấm ngã đầu yêu, anh mới mong gia đình thật yêu, và anh nhớ bước đường mang thai.
thật nhiều và nhớ bữa cơm ấm áp ngày xưa. Hai mươi thành viên vũ công họ nhảy bất chấp, nhảy bất cần. Em ơi, em được 20 điểm đầu tiên rồi đó em. Em xin cảm ơn rất nhiều. Loa, loa, loa. Và bây giờ kết quả số điểm từ ban nhạc Quyền Năng. Có thể nói em là thí sinh có nhiều điểm chính nhất. Yeah! Nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng đã lắc như một vũ công. Tại sao như vậy? Lắc như nào anh? Lắc như nào? Kêu chưa lắc lại. Lại. Đúng rồi, đúng rồi. Đâu chưa thấy nãy lo rồi. Vỗ tay, Hải Phượng lắc tay. Đó kìa, chưa từng thấy bao giờ. Người đàn tranh đàn bầu mà nhảy như là hip hop. Cái bài này á, bạn làm rất là hay. Chúng tôi cảm thấy là cuốn hút theo những cái nhịp điệu sôi nổi của bài và có những cái đoạn đổi giữa tân cổ nó rất là thú vị. Tuy nhiên là bạn nhảy nhiều quá cho nên bạn đã không giữ được giọng. Nó không có còn đúng tông nữa, có những lúc mà bạn nhảy nhiều quá. Em rất là thích cái sự kết hợp của cái bài này giữa tân cổ giao duyên với nhau, nghe rất đã. Và bây giờ nghe nhạc sĩ Đức Huy bay từ nãy giờ đáp xuống nói nè. Tôi thích cái phối hợp nhiều cái màu sắc khác nhau của âm nhạc. Và chỉ rất tiếc đó là bạn thiếu cái kiểm soát cái cảm xúc của mình. Thành ra để ý điểm đó thì lần tới là tôi mong là bạn sẽ cho chúng tôi nghe một bài hát hoàn hảo hơn. Xin cảm ơn. Lúc mà vào bài thi thì mình thực sự là bị cuốn theo cái cảm xúc đó luôn. Thì về phương diện của ca sĩ chuyên nghiệp thì cái đó bắt buộc phải trau dồi lại rất là nhiều. Chúng ta sẽ nghe nhận xét từ thành viên ban giám khảo. Rất là khâm phục anh về cái sự kết hợp này, đem lại một cái màu sắc rất là mới lạ. Nhưng mà anh rất là sung, cho nên khi mà anh hát anh cái giọng của anh không còn là đúng một cái nhịp điệu nữa. Nhưng mà về kết hợp lại tất cả những yếu tố thì số điểm đó mình nghĩ cũng rất phù hợp cho cái tiết mục của anh. Chúc mừng một cái tiết mục rất là lạ và có thể nói là tuyệt vời đó. Ok. Mình sao nghe? Xin mời giám khảo Phi Nhung. Em vừa say mê mà vừa cảm thấy phục mà vừa cảm thấy xúc động khi bạn đem cái cải lương vào một cái nhạc hip hop như vậy. Nó làm cho Phi Nhung cứ chăm chú theo anh nên Nhung không có để ý tới nó phô là cái gì của anh hết. Em rất là thoải mái, rất là vui. Đúng hơn là đã bị hốt hồn đúng không? Hốt hồn nha, hốt hồn. Thưa quý vị, và bây giờ kết quả số điểm của thí sinh Hoàng Nghĩa với ban nhạc Quyền Năng sẽ là bao nhiêu, chúng ta sẽ biết ngay bây giờ. 82 điểm từ ban nhạc, đúng rồi. Còn ở đây là 20 điểm, nếu cộng lại là 102. Chúc mừng Hoàng Nghĩa hôm nay hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Em cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn. Cảm ơn ban nhạc Quyền Năng rất nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị. Ta
xưa. Quanh em chín tăm bóng đêm, sao người đi hoài, sao người không về. Em chờ mãi, thức ta dối bời, em chung mình trong hố sâu. Phút giây quanh mình, anh nơi nào chẳng thấy đâu. Tôi chẳng mong chờ, tôi chẳng hy vọng, không. Đừng nói thật chi, không còn gì thật đợi chờ thôi. Mong ước, ông đi chung baby, ai trong quan chung baby. Đã nhắm mắt quay lưng đi, anh cứ đi đi. Không còn gì thật đợi chờ thôi. Mong ước, cha chung cha. Xin mời quý vị xin nhận. Không phải 20 người mà ở trên này khán giả đứng dậy nhảy mới là điều tuyệt vời. 20 điểm đầu tiên, chúc mừng. Em ơi, cái người được chuyển động liên tục như thế này mà em hát được, em không mất hơi là sao? Em có thể cho mọi người biết bí quyết. Anh nói xong em nín thở luôn, em ngợp thở luôn. Em phải lấy bình tĩnh và sẽ trả lời sao. Bây giờ kết quả số điểm từ sự ca hát kết hợp với cha 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 của Mỹ Ngọc là đây. Em phải xem một người đầu xong 10 điểm, một người cuối xong 10 điểm. Em có 2 điểm 10 rồi. Wow. Xin mời violon anh Thảo. Bản thân anh thì thích cái nhịp điệu cha 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 này kết hợp với bộ đồ của em rất đẹp. Dạ em ơi, em cộng từ hình thức đến nội dung được 10 điểm rồi đó. Còn anh Khoa, một người rất cổ điển với piano cũng rộn ràng với cha cha cha. Trời, Latin cha cha sướng vậy rồi đó. Không cho mười uống quá. Trời ơi, cái khuynh hướng của ban nhạc ngày càng thể hiện rõ. Ông Thắng mím môi, le lưỡi, rồi sao 8 điểm? Em là rất là hợp với ban nhạc. Từ bề ngoài cho tới biểu diễn này nọ. Lý do điểm 8 là tại vì anh thấy em lựa cái bài này nó hơi an toàn quá. Nếu được vào phòng trong, Ngọc sẽ chọn bài nguy hiểm hơn. Nhưng mà nếu mà nguy hiểm á, Ngọc mà rớt, lúc đó Ngọc bắt đền cả ban nhạc luôn đó. Và thưa quý vị, tổng số điểm từ các thành viên ban nhạc với Mỹ Ngọc là 82 điểm, cộng với 20 điểm, 102 điểm. Wow! Hãy nghe chia sẻ từ ban giám khảo. Khi mà em trình diễn á, em nhảy đó, chị nhìn cái khuôn mặt em á, nó sexy mà nó cuốn hút người ta gợi lắm cảm. Kìa. Gợi cảm lắm kìa. Chúc mừng em nha. Em cảm ơn chị nha. Xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh ạ. Nhìn chung thì cái sự trình diễn của em rất là lôi cuốn. Nhưng mà đúng là mình đồng ý với lại Thắng hồi nãy nói là cái bài này nó quá đơn giản với em. Chuyên về khiêu vũ hơn, nó không có gì để em phô diễn cái hay của em. Xin cảm ơn giám khảo Mạnh Quỳnh. Xin mời giám khảo Dương Triệu Vũ. Vũ không thấy bài này dễ. Là tại vì em vừa phải nhảy vừa phải hát. Nếu như mà Vũ mà là sẽ có cố vấn về cái phần trình diễn này á, thì ngay giữa bài hát Vũ sẽ xin ban nhạc chuyển qua samba, xong mình làm một cái vài đoạn nhảy thiệt là đẹp, mà nhảy không solo thôi, không hát nữa, rồi xong trước khi đó mình out, thì nó sẽ càng đã hơn nữa, mình đẩy cái cảm xúc lên nữa. Và hy vọng ở phòng trong Vàng sẽ mạo hiểm hơn nữa nha. Cảm ơn Mỹ Ngọc rất nhiều. Anh như thơ chẳng biết em ở bên, đi nơi đâu đôi chân thờ thang đang cay chặt chẽ. Trong miên man anh đang ngủ quên mỗi sớm mai lại đêm. Khi cô đơn em luôn gần bên, đôi tay em như mây biết trái tim anh ngẩn ngơ nghe thơ là thế. Để giữ ngắn hương cho ngày sau em luôn sáng sớ. Đến với anh sẽ chẳng mang cho em nhiều hơn. Anh biết chính mình là người sẽ rất buồn. Là thế thôi, anh sẽ là giấc mơ
từ sâu tìm em chỗ xa vắng đó. Đừng có anh em sẽ là giấc mơ. Em hãy rời xa nơi này, rời bóng tối nơi anh về. Anh muốn sống bên trời ngát xanh, buồn mà sang người đón em chiều. Xin đừng có anh như là thoáng qua, chỉ là giấc mơ sẽ mới sẽ bay, sẽ giữ mãi trong lòng ta thôi. Chút ánh nắng xưa ngày quá rồi, em mãi đi tìm trong mơ. Em giờ đây đã xa rời quá. Quên từ sâu tìm em chỗ xa vắng đó. Có anh em sẽ là giấc mơ. Em hãy rời xa nơi này, rời bóng tối nơi anh vừa quên. Là thế thôi, anh sẽ là giấc mơ. Để anh ngủ quên từ sâu tìm em chỗ xa vắng đó. Đừng có anh sẽ yên bình với em. Em hãy rời xa nơi này, rời bóng tối nơi anh vừa quên. Có 20 người không ai chịu ngồi. Dù bài này rất chậm lạ lời thì em được 20 rồi. Cảm ơn. Và xin mời ban nhạc chuẩn bị. Đây là số điểm ban nhạc quyền năng 23. Anh ơi, em nhìn cái con số 5 mà sao em thấy... Em cho nhầm hay sao ấy nhỉ? Hôm bữa em tập rất là tốt luôn á. Mà hôm nay em hát không có hồn gì hết à. Chắc em lo diễn quá hay sao á. Bách nghĩ là anh Khoa nói rất là chính xác. Cái điều là bạn đang quan tâm đến việc diễn nhiều quá. Cái bài này thì Bách không thấy tình cảm. Bách thấy là bạn cố gắng trau chuốt về mặt kỹ thuật. Mặc dù Bách rất thích cái điều đấy, nhưng mà nó vẫn phải dựa trên cơ sở là phải thả được cái hồn của bài hát. Nhưng Hoàng Bách giữ được cái gì em đã đạt được trong lúc tập cho nên điểm vẫn là 7. Đó. Không, tại vì em thích con gái mặc áo dài cho nên là... Đồng ý. Đồng ý. Kết quả tổng số điểm từ ban nhạc quyền năng là 67 điểm cộng với 20 điểm của các vũ công của chúng ta. Như vậy bạn có 87 điểm. Còn ban giám khảo thì sao? Có ban giám khảo có người mặc áo dài kìa.
chị rất thích cái trang phục áo dài của em. Khi mà bước ra, em mặc cái chiếc áo dài rồi em cầm cái hoa sen. Trời ơi, chị là người phụ nữ mà chị mê. Yeah, em cảm ơn bà Tiên. Bà Tiên. Dạ, bà Tiên. Không còn nữa, chưa phải bà Tiên. Từ đầu bài hát, em hát full. Chắc là em mệt á. Thật sự luôn, chứ khả năng của em hát rất là hay. Hay là tại cái tư thế em ngồi em hát, em quỳ em hát có bị giống như nó bị gò bó bị không? Thành cái giọng của em nghe giọng nó bị nó ngang ngồi. Ừ, trong lúc tập em có ngồi không? À, hôm qua thì đứng ạ. Tập tốt mà. Chắc cái tư thế quỳ ha không quen đó. Bây giờ hãy xem số điểm kia. Em thấy chưa? Số điểm của bạn đang trùng khớp điểm với lại Phúc Lâm cùng 87 điểm. Ừ, điều này không có gì phải lo đúng không? Chúc em tự tin và chờ kết quả sau cùng. Baby, baby, baby. Oh, no, oh, oh. Baby, 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 baby. Oh, oh, oh. Em không nằm trái tim tôi. Cảm ơn. Vừa rồi thì mình đã có cơ hội được trải nghiệm cảm giác hồi hộp ra làm sao, lo lắng như thế nào khi mà phải thể hiện ca khúc Backup. Hỡi cô nhân tình bé của tôi ơi, tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười. Những lúc có tôi và mặt chỉ nhìn tôi trong lúc tôi xa xôi. Hôm nay live show của em mời nhiều khách mời tới dự quá hả? Chúc mừng em, 20 điểm. Và bây giờ kết quả số điểm từ các thành viên ban nhạc. Ghen là em chỉ có điểm 9 và điểm 10. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy, tại sao lại điểm cao như thế ạ? Chúng tôi để ý em từ lâu rồi đó. Chính xác rồi. Anh làm tốt lắm, xin chúc mừng. Dạ em cảm ơn. Đây kìa, 10 điểm kìa, Minh Kha, tại sao? Hôm nay em diễn tốt hơn lúc tập. Và anh là thích cái đoạn phiêu khúc cuối của em. Cảm ơn anh. Anh ôm em cái. Ê, xếp hàng. Sau mấy ngày em làm con gái không ai ôm em hết, tự nhiên hôm nay giả trai lại có người đòi ôm. Không, cái màu cao. Anh có vợ có con rồi, đi về dùm đi. Xuất hiện rồi, trở về vị trí. Anh Bạch. Ngày hôm nay thật ra em cũng rất là lo lắng với cái hình ảnh mới này, nhưng mà rất là vui vì được ban nhạc cũng như là ban giám khảo đón nhận rất là nhiệt tình. Kết quả tổng số điểm từ ban nhạc mà em đã quyến rũ họ để có tổng số điểm là 84 điểm cộng 20 điểm, 104 điểm. Và bạn Mỹ Ngọc đang cùng 104 điểm. Như Trang ơi, hãy nghe ban giám khảo chia sẻ kìa. Em quá tuyệt vời, không có gì để nói hết.
Nhớ không lầm là cái lượt thi vừa rồi anh là người cho em điểm 10 đúng không? Ok thì dữ, cứ bây giờ cứ tiếp tục như vậy à, anh mong rằng anh hy vọng rằng và anh nghĩ rằng em sẽ tiến xa hơn nữa trong những vòng sau. Hôm nay em diễn một cách rất là đẹp trai, rất là phong lưu. Vũ nghĩ mà chị về chị cũng mặc bộ đồ này chị lên sân khấu chị hát được không? Là banh. Chị cũng đàn ông tính đó đúng em. Chị mặc đúng em đó. Bây giờ thử ngồi dậy hát năm 17 tuổi đi. Năm 17 tuổi em đi lấy chồng. Yeah. Lạ lắm, đi nhiều người rất lạ, chồng lạ lắm đó. Ban nhạc mê lắm. Xin được chúc mừng. Yeah. Hôm nay tâm lý của em thì không giống như là một cuộc thi nữa mà là một buổi biểu diễn với ban nhạc. Em cảm thấy rất là hạnh phúc.